chợt giật mình. Cô ta vẫn chưa tin vào câu nói ai đó khiến cô lặng thinh. Ai giúp cô? Cô khóc hoài. Đêm là mơ mơ về anh ta không ngừng nhung nhớ. Ai cứu cô? Cô khóc hoài. Nên là đâm ra cô ta hận hết đàn ông. Cô ta hận hết đàn ông. Cô ta hận hết đàn ông. Cô là thế nhưng ta é không tàn thế do đàn ông đã gây ra. Và anh ta sẽ mãi không hiểu cô ta. Nhưng mà nên là đâm ra cô ta hận hết đàn ông. Lòng nhắm mắt chợt giật mình. Cô ta vẫn chưa tin vào câu nói.